Dạ vâng, kính thưa quý vị, vâng, chỉ với xem 20 triệu thôi quý vị nhá, vâng, xem 20 triệu một chút thôi là quý vị đã có thể sở hữu ngay một chiếc xe Roadster Carbon cực kỳ cao cấp mà một cái thương hiệu rất nổi tiếng của Bỉ quý vị nhá. Vâng, đó chính là chiếc Mach sở hữu một cái cấu hình rất là ngon. Vâng, đây ạ. Quý vị có thể nhìn thấy. Đó, cờ quốc kỳ của Bỉ, đó, và các cái dòng chữ đây ạ. Vâng, thiết kế và kỹ thuật của người Bỉ quý vị nhá. Vâng, đó, một chiếc xe rất là cao cấp của nước Bỉ. Dạ vâng, Nguyễn Long lại xin kính chào toàn thể quý vị và mọi người yêu thích xe đạp thể thao trên toàn quốc ạ. Vâng, xin kính chào quý vị lại quay trở lại với Nguyễn Long. Cửa hàng của Nguyễn Long thì có địa chỉ ở Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Linh và số điện thoại của Nguyễn Long là 0973 126 389 quý vị nha. Vâng, và cửa hàng của Nguyễn Long thì chuyên bán những chiếc xe đạp thể thao cao cấp hàng Nhật đấu giá được chính tay Nguyễn Long đấu giá trực tiếp bên Nhật rồi gửi về Việt Nam ạ. Và hôm nay tiếp tục ở cái video này, Nguyễn Long lại xin tiếp tục giới thiệu đến tất cả quý vị và mọi người một chiếc xe đạp Roadster Carbon cao cấp mà một cái thương hiệu rất nổi tiếng của Bỉ. Vâng, đó chính là chiếc Mach quý vị nha. Chiếc Mach này sở hữu cái cấu hình khung sườn carbon cùng với lại thông số đo thì là dòng ngang là 49, dòng đứng là 42. Vâng, tường đường sẽ khá là phù hợp với quý vị có chiều cao tầm từ 1m47-48 trở lên đến 1m62-63 trở về, chạy sẽ khá là phù hợp quý vị nhá. Vâng, và sau đây Nguyễn Long sẽ tiến lại gần cái chiếc Mach carbon này để quay chi tiết hơn cho quý vị cùng theo dõi. Vâng, như thường lệ Nguyễn Long cũng sẽ cầm lại cái thước dây để đo chi tiết lại cái thông số dòng ngang dòng đứng cho quý vị xem có phù hợp với bản thân mình hay không. Đây quý vị có thể thấy dòng ngang là 49 quý vị nhá. Còn dòng đứng là 42. Đấy, đo tính đến mặt khung ngang quý vị nhá. Vâng, sẽ khá là phù hợp với các quý vị có chiều cao tầm từ 1m47-48 trở lên đến 1m62-63 trở về, chạy sẽ khá là phù hợp quý vị nhá. Vâng, và đây quý vị có thể thấy ạ, theo với quy ước của nhà sản xuất thì nó tương đương là size XS quý vị nhá. Đó, Mach. Vâng, đọc là đầy đủ có thể là Mach CKX mà model là 64 quý vị nhá. Đó. Đấy. Một cái model khá là cao cấp của hãng. Vâng, và đó là một cái thương hiệu xe đạp rất nổi tiếng của Bỉ quý vị nhá. Vâng, một chất lượng cực kỳ cao cấp cũng như là thương hiệu rất nổi tiếng của Bỉ. Và đánh giá độ mới về cái chiếc Mach Carbon này thì nó cũng còn tương đối là khá là đẹp quý vị nhá, cũng phải xem 80% trở lên. Và cái mức giá thành thì cực kỳ tốt, đã quý vị thấy. Vâng, chỉ với xem 20 triệu một chút mà quý vị đã có thể sở hữu ngay một chiếc xe đạp Roadster Carbon sở hữu cấu hình 105 quý vị nhá. Vâng, rất là cao cấp. Đó. Đấy, quý vị thấy những cái đầu bọc dây để tránh sức sườn cũng đều là nguyên zin chính hãng theo hãng quý vị nhá, theo xe. Đấy, quý vị thấy đều là Edimax. Phần phục trước nước sơn cũng là nước sơn mịn quý vị nhá, cho nên là quý vị cũng rất chi là dễ vệ sinh và lau chùi chiếc xe. Đó. Nói chung là chiếc xe thì là sau một thời gian sử dụng nó cũng có một vài những cái vết xước trong quá trình sử dụng hàng ngày quý vị nhá. Đó. Vâng, đây có một chút xước rất là nhỏ này quý vị này. Đó. Đó, trong quá trình sử dụng hàng ngày không có cản kẻ gì nhiều lắm về mặt hình thức cả quý vị nhá. Tiếp đến đây quý vị thấy chứng chỉ UC của nhà sản xuất. Đó, thương hiệu Bỉ. Đó. Đó, Mach quý vị nhá, UC cả phần phục trước cũng đều có đấy quý vị nhá. Đây quý vị thấy ạ. Đó, chứng chỉ UC. Vâng, một cái tiêu chuẩn chất lượng rất là cao cấp. Đó. Nên là quý vị hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng của cái dòng xe này quý vị nhá. Đó, có cả chữ ký của chủ tịch của hãng. Đấy quý vị thấy. Khung sườn đời cao cho nên là quý vị cũng có thể lắp cả lốp điện và dây đi âm sườn đây quý vị nhá. Đó. Đấy quý vị thấy. Dòng đây thân chính, thương hiệu rất là nổi. Đó. Cái đấy là cái phần đuôi càng sau. Đấy quý vị thấy, cũng khá là ok đấy quý vị nhá. Vâng, khung sườn thiết kế cũng khá là đẹp mắt. Đó, các bạn thấy đấy, tông màu xám bạc. Đó, nhìn xe rất là đẹp. Phối với lại màu đen và sọc đỏ, sọc cam. Đó, các bạn thấy. Phần đuôi càng sau, phía bên trái. Đấy, các bạn thấy cũng có sức nhẹ một chút xíu đây các bạn nhá. Đó. Đây cũng có một chút sức nhẹ trong quá trình sử dụng hàng ngày. Những cái vết xước rất bình thường các bạn nhá. Đấy, và quý vị thấy nhà sản xuất có khắc quốc kỳ logo của thủ đô quý nhá, của đất nước Bỉ. Đó, và ghi rất rõ những cái dòng chữ là thiết kế kỹ thuật của người Bỉ quý vị nhá. Đó, cũng sơn cũng có một chút vết xước đây quý vị nhá, trong hình sử dụng hàng ngày. Mặt trên của chiếc khung đấy quý vị thấy. Đó, logo của hãng, các thông số đây, đây ạ, phần đầu chiếc xe. Đó, quý vị thấy cũng có logo của hãng. Đó.
khung sườn dây đi âm quý vị nhá. Vâng, cả dây phanh và hai dây đè đều đi âm. Đấy quý vị thấy. Bọc dây đè cũng đều là nguyên zin của hãng theo xe đấy quý vị nhá. Max. Phần phuộc trước. Đó quý vị thấy. Khá là ok quý vị nhá. Phần thân chính. Đó quý vị thấy. Rất là ok quý vị nhá. Vâng, tiếp đến cái phần gầm của chiếc xe. Vâng, cái dòng chữ đấy, cũng dưới gầm chiếc xe cũng có ghi do Edemex quý vị nhá. Vâng, đó. Rất là nổi bật. Vâng, đây là tem an ninh nội địa Nhật Bản này. Đó. Các cái thông số tem của hãng này. Đấy, quý vị thấy. Vâng, dưới gầm đây là mã QR code quý vị nhá, chính hãng quý vị nhá. Vâng, check bằng mã QR code đấy ạ. Đó. In chìm đấy quý vị nhá. Không phải tem dán đâu ạ. Đấy quý vị thấy, mã số khung. Đó. Đó quý vị thấy. Khá là ok quý vị nhá. Đó. Đấy quý vị thấy. Mã tem QR code chính hãng, tem an ninh nội địa Nhật Bản. Chứng chỉ UC. Đó quý vị thấy không ạ? Phần phuộc trước cũng đều có đây. Đó quý vị thấy. Cho nên là quý vị hoàn toàn yên tâm về cái nguồn gốc xuất xứ cũng như là cái chất lượng của cái chiếc xe Max Carbon này quý vị nhá. Đó, và quý vị thấy ạ, logo cookie của Bỉ đấy rồi. Để quý vị hoàn toàn yên tâm, không có lo gì hàng nhái, hàng fake, hàng copy đâu quý vị nhá. Nguyễn Long xin cam kết chiếc xe là hàng chính hãng đấy ạ. Vâng, kế tiếp đến là cái bộ phận dàn đầu ghi đông bông tăng và cọc yên. Thì chiếc xe đang sở hữu một bộ dàn đầu ghi đông bông tăng và cọc yên đều là nhôm siêu nhẹ quý vị nhá. Đó quý vị thấy. Ghi đông bông tăng đều là nhôm siêu nhẹ. Đó. Đó quý vị thấy. Ghi đông bông tăng Anchor nội địa của Nhật quý vị nhá. Anchor của Beaston đấy ạ. Đó. Và cũng còn khá là ok quý vị nhá. Đó, cũng không có vết cháy xước nào lớn đáng chú ý cả. Đấy quý vị thấy. Cọc yên nguyên zin theo xe cũng là nhôm siêu nhẹ quý vị nhá. Đó. Trước yên. Đó. Cũng là yên theo xe. Đó, và phần da này còn là da đã bọc quý vị nhá. Đã bọc thêm. Đó. Yên thì rất là chắc chắn, đấy, ngồi cực kỳ bền. Đó, quý thấy. Yên rất là êm đấy quý vị nhá. Đó. Form dáng cũng rất là đẹp. Dạ vâng, như vậy là khung sườn carbon cùng với dàn đầu ghi đông bông tăng và cọc yên đều là nhôm siêu nhẹ. Đó, chiếc yên cũng là theo xe. Đó. Và quý vị thấy rồi, hình thức thì của chiếc xe thì cũng còn khá là ok đúng không ạ? Đó, một vài những cái vết xước nhỏ trong quá trình sử dụng hàng ngày thôi, cũng không có cái gì đáng kể nhiều về mặt hình thức cả. Vâng, tiếp đến là cái phần phụ trang cái phần group đang trang bị trên chiếc xe Max Carbon này. Thì chiếc xe sở hữu một bộ chuyển động đó là Shimano group kit 155.800 quý vị nhá. Vâng, 2x11 speed cho ra 22 tốc độ. Vâng, cũng khá là cao cấp đúng không ạ? Vâng, sau đây là chi tiết từng bộ phận của bộ chuyển động. Vâng, đây tay nắp phía bên phải. Đấy quý vị thấy, có xước cả cái phần đầu nắp chụp đây quý vị nhá. Đó. Còn lại thì hình thức thì cũng khá là ok. Đó quý vị thấy. Đó. Xước ở cái phần đầu nắp chụp đây. Đó. Đấy quý vị thấy, cũng khá là ok quý vị nhá. Phần tay nắp phía bên trái. Đó. Cũng có xước ở cái phần đầu nắp chụp đây quý vị nhá, xước nhẹ. Đấy quý vị thấy. Còn lại thì cũng khá là đẹp. Đó. Đó quý vị thấy. Đó. Vâng, cụm phanh trước acid quý vị nhá. Vâng, đây là cụm phanh nguyên zin theo xe. Nó là bằng nhôm CNC quý vị nhá. Vâng, rất là đẹp, rất là nhẹ. Nó thắng cực kỳ tốt. Rất là mới đấy ạ. Cụm phanh sau, đó acid. Đó, bằng nhôm CNC quý vị nhá. Rất đẹp, rất góc cạnh, rất thời thượng. Đấy quý vị thấy. Cái cụm phanh này thì là nó giống với các cái con xe Benz Line của Mỹ quý vị nhá. Đó là hay trang bị. Đó là đi kèm theo xe. Gạt níp Shimano 105. Đó quý vị thấy. Cũng khá là ok quý vị nhá. Có xước nhẹ cái phần đầu đấy thôi. Đó. Còn lại hình thức thì cũng rất là ok. Đó, và cái gạt níp đang sở hữu cái cánh tay đòn dài, cho nên là quý vị cũng có thể thoải mái nâng cấp cái tầng số níp mà mình muốn chạy, các cái cấu hình mà mình muốn chạy 30, 32, 34 rất là thoải mái quý vị nhá, mà không cần phải mất thêm kinh phí để nâng cấp cái cùi níp này. Chiếc níp Shimano 105 sở hữu thông số là 1132 quý vị nhá. Vâng, đối với cái cấu hình này là quý vị hiện tại đang có thể chạy được, vừa leo đồi được, vừa chạy đường trường rất là tốt quý vị nhá. Đó, một cái cấu hình rất là ngon. Đó, và chiếc níp vẫn còn rất là đẹp. Đấy quý vị thấy ạ, răng rất là vuông quý vị nhá. Đó. Vâng, níp đều còn rất là đẹp. Đó. Còn sử dụng rất là tốt quý vị nhá. Chiếc sên Shimano Made in Japan đồng bộ theo group.
giò dĩa Shimano 105 sở hữu thông số là 5034, gạt đĩa Shimano 105 đó quý vị thấy, và cũng còn khá là ok quý vị nhá. Đó, quý vị thấy cũng không có vết chảy xước nào lớn đáng chú ý đâu ạ. Đó quý vị thấy, cứ những cái có vài vết xước răm đây quý vị nhá, trong quá trình đạp xe hàng ngày thôi. Đó, không có vết chảy xước nào lớn đáng chú ý cả. Đấy quý vị thấy. Đó, đều là 105 hết quý vị nhá. Vâng, và đây là độ co giãn của chiếc sên. Đó quý vị thấy, vùng rất là ôm và khít đúng không ạ? Cho nên là quý vị hoàn toàn yên tâm với cái tuổi thọ sử dụng của cái bộ chuyển động này quý vị nhá. Còn rất là bền, rất là lâu dài. Đó, và đây là phía sau của giò dĩa. Đấy quý vị thấy, cũng không có vết chảy xước nào đáng chú ý cả quý vị nhá. Rất là đẹp. Đó, phần đầu giò dĩa. Đó, khá là ok ạ. Vâng, và chiếc xe đang sở hữu một cặp bê đan phẳng hai mặt quý vị nhá, Gania. Đó, chạy bạc đạn. Vâng, rất chi là phù hợp với quý vị có sở thích đi giày thể thao. Giò dĩa phía bên trái Shimano 105. Đây quý vị thấy, khá là ok đúng không ạ? Đó, bê đan phẳng hai mặt Gania, chạy bạc đạn. Vâng, kế tiếp đến là cái cặp bánh mà đang trang bị trên chiếc Max Carbon này. Thì chiếc xe đang sở hữu một cặp bánh cũng mang một cái thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật và cực kỳ bền bỉ quý vị nhá. Vâng, đó chính là cặp bánh Shimano. Đó quý vị thấy, Shimano model là RS. Đó, RS 010 quý vị nhá. Đấy quý vị thấy, mã số là mã thương hiệu đó. Đó. À, thương hiệu Shimano, đấy quý vị thấy nhá. Đó. Đó quý vị thấy. Đây là đủ bánh trước, đó, Shimano RS 010, đây là mã cấu hình. Đó. Vâng, đủ bánh trước đây quý vị nhá, Shimano. Đấy. Vâng, nhắc đến bánh Shimano thì quý vị sẽ biết ngay đến một cặp bánh mà cực kỳ bền quý vị nhá, cực kỳ nồi đồng cối đá. Có thể nói là bao cày bừa đấy quý vị nhá. Rất bền bỉ theo thời gian. Đó. Cặp bánh nhôm cao cấp. Cặp liền cũng còn rất là đẹp đấy quý vị nhá. Đó quý vị thấy. Đó cũng còn rất là đẹp. Đó. Vâng, bánh Shimano thì có thể nói là bao cây bừa đấy ạ. Và cặp vỏ thì cũng đồng bộ trước sau, đều là Continental Ultra Sport quý vị nhá, thông số 700x25C. Đấy quý vị thấy, Continental Ultra Sport 700x25C. Đó. Cặp vỏ thì cũng có những cái vết dạn nhỏ đấy quý vị nhá. Đó, những vết dạn răm nhỏ thế nhưng vẫn còn sử dụng rất là ok. Nguyên Đông vẫn đang bơm ở cái mức 7kg quý vị nhá. Đó. Đấy quý vị thấy. Đó, dạn nhỏ đây quý vị nhá, để lâu ngày không sử dụng. Đấy, còn mặt hông thì cũng còn rất là khá là đẹp. Đó, vẫn sử dụng rất là ok quý vị nhá. Đó quý vị thấy. Đó, cặp vỏ vẫn đồng bộ trước sau. Đó quý vị thấy. Vâng, thì là tì bật Shimano đồng bộ theo bánh. Tì bật bánh trước Shimano đều đồng bộ theo bánh. Vâng, kế tiếp đến là cái phần phụ kiện mà người chủ có để lại trên chiếc xe này. Thì đi kèm theo chiếc xe là có theo một cái chiếc gọng bình nước bằng nhôm siêu nhẹ quý vị nhá, của Duracell. Đó, và Made in Japan quý vị nhá. Đấy vì thấy ạ, dòng chữ Made in Japan này ạ. Vâng, cực kỳ cao cấp, cực kỳ bền bỉ quý vị nhá. Đó, gọng nước Mirua. Đó, rất nhẹ nhàng, rất nhẹ, rất bền, rất chắc quý vị nhá. Đó. Dạ vâng, như vậy là vừa rồi thì Đặng Nguyễn Long cũng đã giới thiệu rất đầy đủ, tổng thể quay rất chi tiết để giới thiệu đến tất cả quý vị và mọi người về một cái chiếc xe đạp Road Carbon mang một cái thương hiệu rất nổi tiếng của Bỉ. Vâng, đó chính là chiếc Max, sở hữu cái cấu hình là khung sườn carbon cùng với lại bộ chuyển động thì là Shimano Group Kit 155-1008, vâng, 22 speed, khá là cao cấp đúng không ạ? Vâng, và một cặp bánh nhôm cao cấp của thương hiệu của Nhật Shimano RS 010. Đó, và cái mức cái hình thức của chiếc xe thì quý vị cũng thấy rồi. Vâng, cũng còn tương đối khá là đẹp đúng không ạ? Khá là ok. Đấy, thì về cái mức giá thành mà cửa hàng của Nguyễn Long đang chào bán ở trước Max Carbon, một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Bỉ này, là ở cái mức giá là xem 20 triệu một chút thôi quý vị nhá. Vâng, một cái mức giá khá là hợp lý cho chiếc xe Carbon mới một cái cấu hình như thế này. Vâng, quý vị khách hàng nào có nhu cầu mua xe thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Nguyễn Long qua số điện thoại là 0973 126 389 ạ. Vâng, số điện thoại của Nguyễn Long thì có kết nối cả với Zalo quý vị nhá. Và Nguyễn Long có để số điện thoại ở tiêu đề phía bên dưới video. Địa chỉ cửa hàng của Nguyễn Long thì là ở Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Linh. Vâng, quý vị khách hàng nào ở gần thì có đến xem xe trực tiếp và trải nghiệm thực tế tại cửa hàng ạ. Còn đối với những quý khách hàng ở xa thì là Nguyễn Long có hỗ trợ ship code trên toàn quốc. Quý khách hàng cọc một số tiền tương ứng, sau đó Nguyễn Long sẽ đóng gói và gửi xe. Khi nhân viên bên bưu điện tới giao hàng thì là quý khách hàng được đồng kiểm cùng với nhân viên giao hàng bên bưu điện. Đó, và nếu như không có vấn đề sự cố nào xảy ra trong quá trình vận chuyển từ nhà của Nguyễn Long vào nhà của quý vị thì là quý vị sẽ thanh toán nốt cái phần tiền còn lại cho nhân viên giao hàng bên bưu điện ạ. Đó, và Nguyễn Long xin cam kết với toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc, đó là cái chiếc Max Carbon này là một chiếc xe hoàn toàn chính hãng quý vị nhá. Vâng, xin cam kết nếu như quý vị
khách hàng phát hiện ra đó là chiếc xe hàng nhái, hàng fake hay là hàng copy, thì là quý vị cứ liên lạc lại với Nguyễn Long ạ, đóng gói gửi trả về cho Nguyễn Long xin cam kết sẽ hoàn trả lại cho quý vị 100% số tiền quý vị đã mua chiếc xe đạp này. Vâng, đó là lời cam kết của chính Nguyễn Long, của chính chủ cửa hàng quý vị nha. Cho nên là quý vị khách hàng ở xa khi mua xe đạp online bên cửa hàng của Nguyễn Long hoàn toàn yên tâm và tin tưởng ạ. Đó, và khi là cái phần giấy tờ đấu giá của chiếc xe thì là Nguyễn Long sẽ gửi kèm cho quý vị khi quý vị mua chiếc xe đạp này. Vâng, mọi xe đạp đấu giá từ bên Nhật về thì đều có kèm theo giấy tờ đấu giá đầy đủ quý vị nha. Và đến đây thì Nguyễn Long xin kết thúc cái video giới thiệu về chiếc Make Carbon này. Vâng, xin chào tạm biệt toàn thể quý vị và mọi người ạ.